Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục dân hỏi chính quyền trả lời kỳ thứ 15 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản của Việt Nam. Đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ cho đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác IUU vào tháng 10 năm 2023 tới đây. Để thực hiện tốt mục tiêu về chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC trong việc gỡ thẻ vàng, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục có những giải pháp thực hiện gì trong thời gian tới đây. Trong chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này, chúng tôi mời đến trường quay đại diện cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo IUU tỉnh Kiên Giang sẽ cùng trao đổi xoay quanh những nội dung này với chủ đề Kiên Giang tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, ông Quảng Trọng Thao. Dân ơi, xin cảm ơn ông Quảng Trọng Thao đã dành thời gian tham gia chương mục dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Chào chị Tú Quyên, chào tất cả các bạn xem đài. Dạ. à, thưa ông, à, trong thời gian vừa qua thì cả hệ thống chính trị của tỉnh Kiên Giang cũng đã và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để mà chúng ta à, nhằm gỡ bỏ thẻ vàng của về chống khai thác yêu Vậy thì à, ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua thì tỉnh Kiên Giang đã có những cái hoạt động tích cực nào trong việc à, chung sức gỡ thẻ vàng yêu ạ? À? À, như chúng ta đã biết thì cái công tác khắc phục thẻ vàng đó thì đối với tỉnh kiên giang này cả hệ thống chính trị chúng ta cùng vào cuộc quyết liệt. Ở trong cái chỉ đạo điều hành thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng có cái nghị quyết, rồi cũng có cái chỉ thị rồi tất cả những văn bản chỉ đạo cho các cấp các ngành các tổ chức đều tổ chức thực hiện tốt phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua đó là cái công tác tuyên truyền của mình đã xác định được đưa lên hàng đầu à, tỉnh quỹ quỹ ban cũng thành lập đoàn à, đi xuống đến các cái à, cơ sở để chúng ta gặp gỡ đối thoại với dân đối thoại các chủ phương tiện rồi tặng quà, rồi động viên, rồi khuyến khích tinh thần để làm sao tất cả các cái đối tượng này chúng ta phải cùng đồng hành với chính phủ để làm sao mà Việt Nam phải gỡ thời gian trong cái thời gian sớm nhất trong công tác tuyên truyền đó là phải nói là cái vai trò tích cực của các cái cơ quan thông tấn báo chí mà đặc biệt nhất là đài phát thanh truyền hình. Kiên Giang trong thời gian vừa qua cũng tham gia tích cực cái phong trào à, tuyên truyền chống cái khai thác quốc hợp pháp. À, do đó mà à, đến thời điểm này là phải chúng ta phải xác định là cái nhiệm vụ chống cái khai thác IU đó là các cấp các ngành kể cả người dân đều hiểu và à, chấp hành tốt cái quy định khắc phục thế gian của Liên minh Châu Âu. À, chúng tôi cũng chỉ đạo và phối hợp tốt các cái lực lượng chức năng để thực thi pháp luật trên biển từ cái nhiệm vụ cái các lực lượng chức năng quản lý dùng khơi cho đến dùng lộng dùng gian bờ, rồi các cái cơ các cái cơ quan cảnh sát biển rồi kiểm ngư, rồi các cái tổ chức chính trị xã hội là chúng ta phối hợp tốt theo trong thực hiện trong thời gian vừa qua, à, đặc biệt là trong quá trình tuần tra kiểm tra kiểm soát trên biển đó, đó khi phát hiện thì à, chúng tôi sẽ cung cấp và phối hợp kịp thời và xử lý nghiêm minh trong cái vi à, phạm cái à, các cái hiện tượng IU à, đặc biệt nhất là, là trong cái thời gian vừa qua là cái hành vi vi phạm mà gỡ thiết bị nè tác động là mất kết nối thiết bị nè à, à, do đó là chúng tôi cương quyết là phối hợp để xử lý có những cái ông chủ phương tiện mà chúng tôi sẽ, sẽ tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới thiết bị gần 3 tỷ đồng thì qua đó chúng tôi rà soát rồi đăng ký rồi đăng kiểm rồi cấp phép đánh dấu đối với tàu cá mà còn hoạt động trên biển, rồi chúng tôi cũng mạnh dạng rồi xóa đăng ký đối với những những tàu mà không đủ điều kiện rồi không còn tồn tại ở uh, trong cái hồ sơ sổ sách là chúng tôi xử lý uh, dứt điểm. Là cơ sở dữ liệu thì đến hôm nay thì cơ bản chúng tôi đáp ứng được cái, cái yêu cầu, cái uh, đặc biệt nhất là đối với tàu từ 15 m trở lên là buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Đây là một cái công cụ để chúng ta quản lý tàu cá hoạt động trên biển. Đến hôm nay thì 100% tàu cá mà hoạt động trên biển đều có được lắp thiết bị giám sát hành trình và được giám sát từ cái công cụ thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó thì ở chúng tôi cũng đã quản lý chặt chẽ cái sản lượng khai thác từ cái khai sản lượng khai thác từ nhật ký khai thác rồi uh, chi xuất nguồn gốc hàng hóa qua cảng rồi uh, chế biến rồi xác nhận chứng nhận và uh, đảm sản hoa, sản phẩm đủ điều kiện để xuất khẩu qua cái các cái thị trường thế giới đặc biệt là cái thị trường châu âu cái vấn đề thứ hai nữa là trong cái phối hợp á, thì uh, chúng tôi cũng đã là uh, phối hợp chặt chẽ giữa các lượng để làm sao là uh, thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Cái, cái thứ ba mà chúng tôi cũng làm được là uh, chúng tôi xử lý kiên quyết uh, để làm sao là uh, mang tính chất trang đe uh, qua đó thì phải nói là cái cái hành vi uh, vi phạm cái đưa tàu đi khai thác chuẩn bị nước ngoài thì uh, đến hôm nay nó giảm dần mặc dù nó không có chấm dứt hẳn nhưng đã, đã giảm dần qua từng năm uh, và đặc biệt trong 8 tháng đầu năm thì uh, chỉ còn có 3 chủ năm tàu mà vi phạm vùng biển nước ngoài thôi. Đây là một cái sự nỗ lực rất rất lớn. À, dân thưa ông, mặc dù tỉnh Kiên Giang trong thời gian vừa qua thì cũng đã nỗ lực để chung sức gỡ thẻ vàng về EU, tuy nhiên thì trên thực tế thì tình trạng tàu cá cũng cũng như là ngư dân vi phạm về khai thác EU vẫn chưa chấm dứt. Theo ông thì nguyên nhân do đâu ạ? À? Phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua đó là cái việc phát triển cái độ tàu của tỉnh đó là nó không tương xứng với trữ lượng nguồn lợi của địa phương. do đó đó là tàu cá chúng ta phát triển quá nhiều, à, khi đi khai thác thì nó làm suy giảm nguồn lợi nghiêm trọng. do đó là cái hiệu quả hoạt động khai thác trên biển thì nó không còn không còn hiệu quả như xưa. do đó thì, thì buộc ngư dân phải đi lén lút làm sao phải đi khai thác ra ngoài cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là phải nói là cái áp lực để trả nợ dây đối với các tổ chức tín dụng đó, trong cái thời gian vừa qua nó đây là một cái áp lực lớn bởi vì khi mà đầu tư lớn nó thì cái nguồn lực của ông chủ phương tiện nó không có không không đảm bảo do đó buộc phải đi dây à, các cái tổ chức tín dụng à, bên cạnh đó thì cũng phải nói rằng cái hiện tượng à, à, tổ chức môi giới móc nối rồi đưa đi khai thác nó ngoài rồi vì cái lợi ích trước mắt rồi do đó là đã không diễn ra mà cái này thì chúng ta chưa có đấu tranh và ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với trường hợp này đó là những cái nguyên nhân cơ, cơ cơ bản để làm sao mà à, trong cái thời gian vừa qua đã, đã đã xảy ra như thế. Dạ. À, thưa ông Quảng Trọng Thao thì ở phần đầu chương trình thì à, ông cũng có cho biết là đến nay thì toàn tỉnh kiên giang thì cũng đã cơ bản là hoàn thành việc mà à, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình mà sử dụng và quản lý. À, theo ông thì chúng ta sẽ cần có những cái biện pháp như thế nào để mà tất cả các chủ tàu cá chấp hành nghiêm quy định khi mà khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài? ạ? À? Trước cái áp lực cảnh báo cái thẻ vàng của châu Âu đó, thì chính phủ cũng đã có một cái hành động hết sức cụ thể và cái sử dụng cái công cụ và thiết bị giám sát hành trình kể cả cái phần mềm để để, để đưa vào khai thác vận hành khai thác để làm sao mình quản lý được cái tàu cá mà có đối với nhóm tàu có nguy cơ cao để khai thác nước ngoài à, chính vì vậy thì cái, cái cái áp lực nó nó lớn gì đó thành ra là cái cơ quan tư vấn cơ quan quản lý nhà nước đó tức là chọn cái thiết bị thì đến hôm nay thì cái tính ổn định cũng chưa cao đây là một cái mà cũng phải là thẳng thắn nhìn nhận nó như thế cái vấn đề thứ hai nữa là cái phần mềm của cái để quản lý cái cái thiết bị này thì cũng phải nói là cũng chưa hoàn chỉnh, cũng sai sót nhiều, cũng lỗi nhiều, rồi à cũng đang trong quá trình hoàn thiện do đó là tất cả các hoạt động thì đều là thủ công hết mà buộc phải chúng ta phải cập nhật và phải chỉnh lý phải nâng cấp thường xuyên trong cái thời gian vừa qua đó, tỉnh ủy ban là cũng đã chỉ đạo là nâng cao cái trách nhiệm của cái cái người dân để sử dụng cái thiết bị này mà nếu như mà cái lỗi đó là do chủ quan của mình để làm mất kết nối hoặc là à, gỡ thiết bị tháo thiết bị này chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng là tham mưu xử lý đến nơi đến trốn và xử lý mà hết sức răng đe cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng phối hợp với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn để làm sao để góp ý gọi là à, làm sao để nâng cao cái, cái tính ổn định cái chất lượng của phần mềm cũng như có thiết bị À, đối với uh, lắp đặt trên trên tàu cá và là làm sao uh, cho cái người dân sử dụng đó là không gỡ được, rồi không tác động làm mất kết nối được. Đây là một cái mà chúng tôi cũng tập trung uh, trong cái thời gian vừa qua để làm tốt vấn đề này. Thứ ba nữa là trong cái cái kiểm tra thiết bị để là trước khi ra nè, ra cửa nè, trước khi vào nè, trong quá trình tuần tra kiểm tra trên biển đó là chúng tôi đã phối hợp cùng với các lực lượng là là thực hiện tốt. Và trong cái thời gian vừa qua đó là phải nói là tỉnh Kiên Giang là một trong những tỉnh mà phối hợp để xử lý liên quan tới gỡ thiết bị này hết sức kiên quyết. Từ đầu năm tới giờ chúng tôi đã xử lý phần này không là, là trên 10 tỷ đồng. Theo dự kiến thì đây đến tháng 10 năm 2023 thì Việt Nam sẽ đón đoàn EC qua Việt Nam lần thứ tư. Vậy thì xin ông cho biết là à thời gian tới thì à Kiên Giang sẽ thực hiện một số cái giải pháp trọng tâm nào đến hết tháng 10 năm 2023 để mà chúng ta tập trung triển khai để mà cùng với cả nước thực hiện tốt các khuyến nghị của EC để được gỡ thẻ vàng của EC về EU. À. Ờ, phải nói rằng từ đây mà tới cái ngày mà đoàn thanh tra châu Âu qua đó thì thời gian rất ngắn chỉ có tháng 10 thôi à, như vậy là cái công việc còn lại là chúng tôi cũng hết sức chiều mà như cái khuyến nghị của châu Âu đó là à, nếu Việt Nam mà còn một tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài thì châu Âu cũng không gỡ cái thời gian ở Việt Nam à, chính vì vậy thì à, chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh là thực hiện quyết liệt vấn đề này À, như vậy thì Thủ tướng đã có một cái chỉ đạo là hết sức cụ thể mà trong đó đó là có 13 cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà mang tính chất định lượng tức là phải từ đây à, tới khi mà đoàn châu Âu qua đó là phải đạt 100%. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng phối hợp với các cái lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ trên biển đó làm ra quân mở đợt cao điểm và tuần tra kiểm tra rồi xử lý trên biển để làm sao lặp lại được cái tuần tự này mà để đạt được cái nhiệm vụ của thủ tướng giao bằng quyết định 81 chúng tôi tham mưu cho ủy ban tỉnh đã thành lập cái cái đoàn kiểm tra đối với các cái cơ quan đơn vị được giao cái nhiệm vụ thực hiện khắc phục cái thể vàng thì cái đoàn đó sẽ ra quân vào đầu tháng 9 để làm sao là trong cái tháng 9 là chúng ta phải đánh giá được À, đơn vị cá nhân người đứng đầu nào hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị cá nhân nào chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh là có cái hướng xử lý kịp thời, để làm sao để là cương quyết là người dân mình cũng phải xử lý nghiêm minh, tổ chức cá nhân mà được giao nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ đó mà không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng buộc phải, phải, phải xử lý nghiêm minh. Đây là vấn đề mà hết sức nặng đề Bên cạnh đó thì. Cái nhiệm vụ của còn lại đó thì chúng tôi phải gà soát lại tất cả các cái công việc còn lại Cái gì mà nó chưa ổn thì chúng tôi tập trung chỉ đạo trong thời gian tới đó, cho nó thực hiện tốt Cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng đó làm sao phải tập hợp, hồ sơ, sổ sách ở Tất cả những cái gì mà đoàn thanh tra châu Âu qua là chúng tôi sẵn sàng Và khi đoàn yêu cầu thì chúng tôi đáp ứng, đáp ứng ngay cái thứ thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung cho cái xây dựng cái kịch bản để đón đoàn thì báo cáo với chị tú quyên với các bạn xem đài đó thì uh, kiên giang là một trong những tỉnh mà cái đoàn thanh tra châu âu đó là uh, hai lần qua qua thanh tra trực tiếp uh, trong ba lần đi thì họ đã qua hai lần rồi thì uh, chúng tôi cũng có tích lũy được cái kinh nghiệm uh, cũng có cái kỹ năng để làm sao để uh, uh, tiếp đoàn cho nó chú đáo và phải hoàn thành được cái nhiệm vụ mà của tỉnh quỹ quy bàn giao cũng như là cái thực hiện cái nhiệm vụ chung của cả nước chúng ta làm sao phải khắc phục được thái già gỡ được thái gian trong cái thời gian sớm nhất. À, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể của phó giám đốc phụ trách sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang ông Quảng trọng thao. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có những yêu cầu thắc mắc yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời có thể gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ email dân hội chính quyền trả lời a.kiên.gov.vn hoặc gửi thư trực tiếp về Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ số 9 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra thì quý vị và các bạn còn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh youtube truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt.